cả các bạn đến đây để thấy có một cái con bướm không biết sao mà nó nằm trong nhà đợi đang lột kiến các bạn. Để cũng không biết sao mà con sâu nó lột kiến trong nhà đợi, cũng không biết con sâu mà nó lột kiến trong nhà đợi. Cái con sâu bướm, cái con sâu à nó đang lột kiến nè. Cái chỗ để nuôi cá lột kiến mà con sâu nó vô đây mà nó lột kiến trong đó rồi, ăn nó nở ra con bướm rồi các bạn. Chân kiến con sâu mà nó đang lột mà nở ra con bướm nè. Đây là sáng các bạn. Con bướm này nhìn hơi nhát nữa các bạn. Tại nhát con bướm này lắm. Con bướm này để mới nhát. Đúng là con nhát cái con bướm này luôn. Con bướm này nó có hoa văn như là cái gì, cái bông vải, áo, quần áo đó mà để sợ con bướm này lắm luôn. Sao ăn lột kén à, nó lột. Nhưng mà đệ cũng không dám được gần cái con bướm này. Đệ nhát cái con bướm này lắm, nhát con bướm này lắm. Con sâu nó lột kén thành bướm. Không biết sao mấy con sâu nó bay nhẹ mà lột kén à, nó thành bướm. Nhưng mà đệ nhát con bướm này lắm, đệ cũng không dám được gần chỉ con bướm luôn. Đệ sợ chỉ bướm nó được đệ. Con bướm đang lột kén à. Cái con sâu đang thành kén thành con bướm. Nó kén thành con bướm. Đệ con rất là nhát con bướm luôn, đệ con không dám chỉ con bướm luôn. Đệ sợ chỉ là nó được con. Con bướm này hơi lạ các bạn. Con bướm này hơi lạ. Cái chỗ để nuôi cá lóc kiến nè mà con bướm nó vô đây nó mà cái con sâu vô đây là nó tở mà nó thành bướm. Cái chỗ để nuôi cá lóc kiến mà con sâu vô trong đây mà nó thành bướm. Nếu sao mà con bướm mình để sẽ chỉ là nó được đệ luôn. Ok, được đệ quay ngắn tí xíu đệ nghĩ thôi, đệ rất nhát con bướm mình luôn, đệ sợ nó được đệ. Cái con bướm này là to đùng luôn các bạn. Cái con bướm này là to đùng luôn à. Thấy cái con bướm này khá là to luôn, nhưng mà đệ rất là nhát con bướm này mà cái con bướm này nó rất là to mà nó bự lắm. Các bạn xem nè, đệ rể xa cho các bạn thấy nha. Cái con bướm mình nó to đùng luôn, để thấy rõ ràng luôn nè. Cái con bướm trong nhà đệ mình nó to đùng luôn nè. Nó là con sâu vô nhà nó lột kén nè. Đệ bữa hôm qua đệ cũng chưa thấy cái con sâu nó lột kén trong nhà đệ luôn, nhưng mà bây giờ thì đệ mới thấy con bướm lột kén nè. Bữa hôm qua đệ chưa thấy con sâu lột kén trong nhà luôn, mà đệ chỉ bữa nay thì đệ chỉ thấy con bướm nó lột kén nhà thôi, mà con bướm nó bự lắm các bạn ơi. Các bạn xem này, con bướm nó khá là to luôn đó, con bướm nó bự lắm luôn mà. Ok, để quay ngắn chút xíu thôi. Cái con bướm nó bự lắm các bạn ơi. Để thấy là con bướm nó khá là to, nhưng mà để quay chút xíu thôi. Ok, hẹn gặp lại các bạn. Ok.